Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, những người ấy, có những người sống trong vùng lũ, nhưng vì tiếng gọi của Tổ quốc và nhân dân và lên đường, những người ấy đi đến những nơi nguy hiểm nhất, giúp đỡ mọi người từ lúc bão chưa cập bờ và chỉ ra đi khi cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Họ không viết lên mạng, không than vãn, không kêu ca, không đòi người khác phải chú ý. Họ chỉ mong muốn giúp đỡ nhiều người nhất có thể. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Phải chăng họ đã bị lãng quên của Tifosi. Khi nói về chuyện từ thiện hay cứu trợ, giữa những người nổi tiếng và những người bình thường âm thầm, ta thường quan tâm điều gì hơn? Dám chắc là về những người nổi tiếng nhiều hơn. Nhưng hình như có điều gì bất công đang tồn tại. Những người mà chúng ta thường ít quan tâm hay để ý, những con người thầm lặng ấy, đang làm một cách đầy trách nhiệm, can trường từ vùng núi cao đến ngoài khơi. Streamer Hy Nam, một người có tiếng trong giới game thủ Liên Minh Huyền Thoại, bình luận rằng Thủy Tiên là người cuối cùng giúp dọn dẹp tàn dư bão lũ. Mình ngạc nhiên là bình luận này có tới gần 2.000 lượt yêu thích, hàng trăm lượt đồng ý và đa phần là trách móc chính quyền, bộ đội, không làm gì cả, mọi thứ để hết cho Thủy Tiên. Và thú thực là cũng có khá nhiều người như stream này phủi sạch một cách đầy phũ phàng công lao của bao nhiêu con người khác. Streamer này còn bảo là bộ đội không phải là dân, không tính, nhưng quân đội của chúng ta là quân đội nhân dân mà, quân từ dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Ngoài ra, gia đình của các chiến sĩ ấy cũng chỉ là những người dân bình thường, có không ít người có gia đình chịu thiệt hại nặng sau lũ, nhưng vì nhiệm vụ và trách nhiệm, họ ra đi cứu giúp những người khác và mong rằng sẽ có những người khác thay họ cứu giúp người thân. Mà ngoài Thủy Tiên ra, vẫn còn biết bao nhiêu đoàn từ thiện khác. Có thể họ không có nhiều tiền, không có nhiều đồ cứu trợ, nhưng tích tiểu thành đại, điều gì cũng đáng quý, ủng hộ bao nhiêu tùy theo sức của mình, chứ sao lại nói với giọng điệu khinh thường những đoàn từ thiện khác vậy? Nói Thủy Tiên là người duy nhất ở lại với bà con thì khác gì xóa trắng đi công lao của những người khác. Việc này gián tiếp kích động sự tranh cãi giữa đoàn của Thủy Tiên và các đoàn từ thiện khác. Một mình Thủy Tiên và đoàn của chị ấy không thể gánh hết được miền Trung trên vai. Hỗ trợ miền Trung bao nhiêu người cũng không đủ. Khoản tiền hơn 150 tỷ thì nhiều thật đó, nhưng thậm chí còn không đủ để xây dựng lại tuyến quốc lộ 1A tại các tỉnh bị bão lũ càn quét qua. Có những người trưởng xóm bị mắng chửi thậm tệ vì có tên trong danh sách nhận quà, mà trưởng xóm thì đâu có phải là cơ quan chức năng gì. Gia đình bác ấy ngập gần 1,5 mét, là một trong những hộ dân ngập sâu nhất, đồng thời cũng là một trong những hộ nghèo nhất xóm. Nhưng vì là trưởng xóm, một chức danh vác tù và hàng tổng, nên không được nhận. Người dân mấy xã khác trách móc cho rằng vì bác mà họ không được nhận quà nữa. Người dân trong xóm thì nghi ngờ lẫn nhau, đấu tố nhau. Còn cư dân mạng thì mặc nhiên không quan tâm đến sự thật, ra sức miệt thị, chửi rủa thậm tệ. Vào những bài đăng của Thủy Tiên, đằng sau những chuyến cứu trợ hay những hình ảnh ý nghĩa là những lời chửi nhà nước, mà đôi khi cứ ngỡ như là trang Việt Tân vậy. Dày đặt những bình luận chửi chính quyền, những lời buộc tội vô căn cứ, kích động thù hằn dân tộc và vùng miền, nhưng lại tuyệt nhiên không bao giờ bị xử lý. Mỗi bình luận ấy như là một nhát dao đâm vào những con người đang ngày đêm cùng đồng bào khắc phục hậu quả của bão lũ. Đồng ý rằng tôn vinh và ủng hộ Thủy Tiên là đúng, cái tâm làm từ thiện của Thủy Tiên là tốt. Mình không phủ nhận việc Tiên đã cống hiến những gì, đã mệt mỏi thế nào, đã phải khổ sở trao tiền đến từng tay người dân ra sao. Nhưng làm ơn đừng nâng tầm Thủy Tiên một cách thái quá và đạp bỏ công sức của bao nhiêu đoàn từ thiện khác, bao nhiêu chiến sĩ khác, bao nhiêu con người khác. Nếu không có Thủy Tiên thì chính quyền sẽ để cho người dân chết. Mọi năm miền Trung vẫn có bão lũ, Tây Nam Bộ vẫn có hạn mặn, chứ bão lũ hay hạn mặn đâu có phải là chuyện mới đây. Người dân bị thiệt mạng vì bão lũ, chứ làm gì có người dân nào thiệt mạng vì đói. Đường xá hỏng hóc, trường học bị tàn phá, cơ sở vật chất bị hư hỏng cũng là chính quyền và nhân dân chung tay xây lại. Những bản làng ở vùng cao thì hàng hóa được viện trợ bằng sức người, có
Có những thai phụ được trực thăng đưa ra tận Đà Nẵng để sinh nở mà không mất bất cứ chi phí nào. Có những người già được chuyển ra vùng an toàn để chăm sóc sức khỏe. Người ta đâu biết rằng ở những nơi không có sóng điện thoại còn có những con người cao cả khác, những con người sẵn sàng dùng đôi chân trần băng rừng mang đồ ăn đến cứu trợ đồng bào, những con người sẵn sàng đi ngược vào tâm bão giật trên cấp 14 để tìm kiếm đồng bào mất tích, hay biết bao nhiêu người dân bình thường khác, không phải bộ đội, chẳng phải cơ quan chức năng, tình nguyện theo đoàn cứu trợ mang đồ đến cứu những người khác. Có những việc làm của họ mà phải vài ngày sau chúng ta mới được biết, vì làm gì có mạng để mà tải lên, làm gì có máy tính để mà viết bài. Những gì mà chúng ta thấy trên các đoạn trực tiếp đều là những nơi có mạng, vẫn còn ra vào được, vẫn còn cứu trợ được tương đối thuận tiện. Còn những nơi khác, đúng nghĩa, khỉ ho cò gáy, nơi ấy dĩ nhiên là không có live stream được. Những người ấy, có những người sống trong vùng lũ, nhưng vì tiếng gọi của Tổ quốc và nhân dân, họ lên đường. Những người ấy đi đến những nơi nguy hiểm nhất, giúp đỡ mọi người từ lúc bão chưa cập bờ và chỉ ra đi khi cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Họ không viết lên mạng, không than vãn, không kêu ca, không đòi người khác phải chú ý. Họ chỉ mong muốn giúp đỡ được nhiều người nhất. Hồi đại dịch, nhân dân cả nước đồng loạt đứng dậy chống dịch, cùng nhau vượt qua gian khó. Phía trên làm nhiệm vụ định hướng, lãnh đạo, bên dưới nghe theo, đoàn kết và bảo ban nhau. Những người hỗ trợ nhân dân mùa bão lũ này cũng là những người đã trực tiếp ở những phòng chống tuyến dịch. Từ hồi ấy đến bây giờ, làm gì đã lâu đâu mà nhiều người quên nhanh thế. Nếu chính quyền thối nát thì có lẽ đã có hàng trăm ngàn người chết vì đại dịch rồi, chứ chẳng phải là còn ngồi ở đây hóng chuyện bão lũ và cãi nhau nữa. Thật tiếc là thế giới này không có phép màu, nhưng thật may vì chúng ta còn có họ. Giá như trong những dòng viết của Thủy Tiên có dòng chữ những bình luận ác ý, sai sự thật, chửi bới đảng và chính quyền, người dân vùng lũ và kích động thù hằn dân tộc sẽ bị xóa, thì tốt biết mấy. Và thực sự là mình mong những con người đang ngày đêm cố gắng, bất chấp hiểm nguy ngoài kia, cùng đồng bào khắc phục hậu quả lũ lụt thiên tai, không đọc được những dòng bình luận đau lòng ấy.